xin cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube video của trường đồ chúng em hôm nay. Hôm nay cơ sở trường đồ em cũng xin nên giới thiệu cho các bác một số sản phẩm đồ gỗ mini, đồ gỗ bắt đầu sản từ siêu bàn anh. Vâng, và bên cơ sở trường đồ em mới hoàn thiện xong. Vâng, và bên cơ sở trường đồ em cũng xin lại cảm ơn tất cả các bác đã ở bên cơ sở trường đồ em rất là nhiều qua các video vừa rồi ạ. Vâng, và giờ bắt đầu clip của ngày hôm nay em sẽ lên cho các bác một số sản phẩm đồ gỗ mini, nó gỗ chắc và gỗ cụ ạ. Và bây giờ là sản phẩm đầu tiên của ngày hôm nay, đó là một chiếc đĩa, một cái tranh đĩa chất liệu là gỗ chắc tay Việt Nam được cẩn ốc sạc cừ cũng như là gỗ xưa và ngài đó. Đấy là thông số chiếc đĩa này cho các bác thôi. Chiếc đĩa này có thông số là đường kính là 35.5 cm. Đó thì bác đĩa này, nó này sang chi tiết về chiếc tranh đĩa này với chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam và được cẩn ốc sạc cừ cũng như là kết hợp với giữa ngà và gỗ xưa đó. Lá trong đây là lá liền tống các bác nhé. Lá này có đường kính khoảng 27-28 cm. Rất là lớn luôn. Chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, hàng thì bao đẹp cho các bác luôn. Đó. Bên trong được cẩn cảnh là khu chê viên mãi ạ. Nó hàng còn nguyên đường. Chất liệu màu trắng này thì là ngà các bác nhé, còn màu vàng này thì là gỗ xưa. Còn tất cả chúng là còn lại là ốc sạc cừ ạ. Đó, để em xoay cho các bác coi. Hàng bao đẹp cho các bác luôn, từ trong ra ngoài luôn. Đây là mặt sau ạ. Mặt sau cũng như mặt trước luôn, đẹp. Mịn mà luôn, sạch sẽ bao đẹp cho các bác luôn. Đó. Hàng bao đẹp cho các bác, đúng hàng, đúng chất lượng để các bác lấy nhận hàng ạ. Đó. Và đây cơ sở chúng mình đang cũng xin giao lưu với các bác một tranh đĩa gỗ chắc và đốc sạc cừ này với giá là 4.300.000 đồng. 4.300.000 bao phí ship tận nhà cho các bác luôn. Đó là chiếc tranh đĩa. Tiếp theo có sản phẩm đó là một chiếc khám ảnh. Đây là một chiếc khám ảnh với chất liệu là gỗ cẩm lai các bác nhé. Khám ảnh thật là chất liệu gỗ cẩm lai, nó thông số cho các bác. Chiều ngang 41 cm và chiều cao tổng thể khoảng 65 cm. Đó. Còn đây là nằm ảnh chúng ta để cho ảnh đây khoảng 2 năm, 3 năm. Nó đây là nòng khung ảnh không. Đó, với chất liệu là gỗ cẩm nai, để cẩn ốc sạc cừ. Bên trên thì được cẩn là tứ quý ạ, tùng trúc cúc mai và những khung bao viền ngoài này, cả những ô chám ạ. Đó. Còn phần dưới này thì được cẩn một cuốn thư mai treo. Đó. Còn bên dưới nữa thì được cần cảnh sandwich và hai con lồng hoa là tây hóa đồng cho mặt nguyệt ạ. Với chất liệu là gỗ cẩm nai. Gỗ cẩm thì các bác khỏi chê được các bác nhé. Gỗ thì rất là đẹp và mịn và bền luôn, muôn thuộc luôn. Đó. Chất liệu là gỗ cẩm nai. Đây là mặt tiền, đây là mặt sau này. Coi mặt sau các bác. Gỗ cẩm nai đẹp từ mặt trước cũng như mặt sau, đẹp từ trong ra ngoài luôn. Hàng bao đẹp cho các bác luôn. Bác nào xem hình ảnh mà không rõ thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0912862834 ạ. Em sẽ gửi ảnh chi tiết hơn cho các bác. Đó. Và bên cơ sở chiều núi em cũng xin giao lưu với các bác một chiếc khám ảnh với chất liệu gỗ cẩm nai này, với ốc sạc cừ này với giá là 5 triệu ạ. 5 triệu em bao phí ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 5 triệu một chiếc khung khám ảnh gỗ cẩm nai. Tiếp theo có một sản phẩm đó là một chiếc trò. Đây là một chiếc trò được đĩa hoa quả trên trụ thờ đấy ạ. Đó, với chất liệu là gỗ vụ hay gọi là gõ mật thủ mật ạ. Cái trò này có đường kính là 30 cm và chiều cao là khoảng 40 cm. Với chất liệu là gỗ vụ hay gọi là gõ mật thủ mật, được cẩn ốc sạc cừ, 6 mặt như nhau luôn các bác nhé. Đó, em xoay cho các bác coi, 6 mặt như nhau luôn. Đó, một thanh trò này được chạm là một cây mai hóa rồng các nhé, chạm cây mai hóa rồng và được cẩn hết. Đó. Cẩn chim hoa ấy. Đó. Còn ở dưới này thì trụ dưới này thì được cẩn là 3 trụ thọ. Đó, cẩn 6 mặt như nhau luôn. Đó. Bác nào ở gần thì hãy đến trực tiếp tại cửa hàng của em, có địa chỉ tại Thái Minh, Hà Nội, Hà Nội ạ.
còn bắc nào ở xa thì hãy kết nối với Zalo với em qua số điện thoại 0942862834 ạ. Đây hình ảnh chi tiết hơn cho các bác. Vâng, và bên cơ sở trường Hùng Dương cũng xin giao lưu với các bác một chiếc trò này thì giá là 3 triệu ạ, 3 triệu em 3 phí ship tận nhà cho các bác luôn, 3 triệu một chiếc trò với chất liệu là gỗ lim và là gõ mặt đúng mặt ạ. Đó, tiếp theo có một chiếc hộp chắc trò với chất liệu là gỗ vụn hay gọi là gõ mặt đúng mặt luôn. Đó, cái chiếc đường kính khoảng 28 cm, 30 cm, một chiều cao khoảng 17 cm. Các bạn có thể đến đây gọi lên xem chi tiết về chiếc chắp trò chất liệu gỗ vụ này. Phần mặt trên này thì được cẩn cảnh là phúc độc thọ. Đó. Còn ở khung viền lục giác ngoài đây thì được cảnh nhị thập tứ hiếu. Đó, phần mặt này được cẩn cảnh nhị thập tứ hiếu. Mà bên thành dưới này cũng thế. Đó, đây là phần thành dưới của chiếc lục giác chắp trò này. Đó, bên dưới đây có được cẩn cảnh là nhị thập tứ hiếu các bác nhé. Còn phần chân này thì được chạm những chuyện góc này. Đây mở bên trong cho các bác qua phần bên trong. Đây là phần bên trong bản đá hàng, bên cơ sở chứa sẽ làm sạch sẽ từ trong ra ngoài cho các bác luôn. Đó, bên trong đây có một ngăn chứa để chúng ta để chắp trầu kẹo bánh cũng được ạ. Đó, bên dưới là một ngăn chứa. Đó, bộ này là bộ có 3 món nhé các bác nhé. 3 món. Và bên cơ sở chứa cũng xin giao lưu với các bác một chiếc chắp trầu chất liệu gỗ vụ này với giá là 2.800.000 đồng, 2.800.000 bao phí ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo có một sản phẩm như đó là chiếc cây trà. Chiếc cây trà với chất liệu là của chúng ta Việt Nam. Đây là một chiếc cây trà của chúng ta Việt Nam. Có kích thước chiều dài 35 cm, chiều ngang là 20 cm, chiều cao khoảng 15 cm. Các bác có thể xem chi tiết về chiếc cây trà, chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, được cả ốc sa cừ, rất là đẹp các bác nhé, ốc rất là sáng và đẹp luôn. Đó. Bên trong này thì được cẩn một cảnh là đồng quê ạ. Đó. Đồng quê bác nông dân đang đi cấy lúa và đánh cá đó, bác tiểu khu đang đánh củi này. Đó. Và bên này thì có một chú tiểu đang chăn trâu thổi sáo. Đó, cạnh đồng quê phần mặt trên này và những chị góc không bao. Còn tiếp là dưới thành này, anh sẽ chi tiết hơn cho các bác. Phần thành này thì được cẩn cảnh là nhị thập tứ hiếu. Đó, ốc rất là sáng không nha, nhị thập tứ hiếu. Còn phần dưới đây thì bị yếm bệ này thì được cẩn cảnh là dây leo liên chi ạ. Đó, cẩn bốn mặt như nhau luôn các bác nhé. Đó, em xoa cho các bác coi này, bốn mặt như nhau luôn. Đó, chân là chân xoắn ốc các bác nhé, chân xoắn ốc luôn. Chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam. Đó, hàng bác đặt cho các bác từ trong ra ngoài luôn các bác nhé. Đó, hàng mặt tiền. Đây là mặt sau là quá còn mặt sau. Cũng sạch như mặt trước luôn. Hàng bên em bao đặt cho các bác luôn, đúng hàng đúng chất lượng luôn. Các bác cứ nhận hàng kiểm tra hàng đúng hàng đúng chất lượng, đúng mẫu hình ảnh thì các bác mới trả các bác nhé. Và bên cơ sở chưa đủ nên cũng xin giao lưu với các bác chiếc khay trà này với giá là 2.700.000 đồng. 2.700.000 đồng bao phí ship tận nhà cho các bác luôn. Chiếc khay trà. Tiếp theo có một chiếc nữa đó là một chiếc hộp trang sức ạ. Đây là một chiếc hộp trang sức với chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, được cẩn ốc sa cừ cũng như là kết hợp giữa ngà voi và gỗ xương. Đó, có kích thước chiều đúng hộp phải người, có kích thước chiều dài khoảng 26 cm và chiều sâu khoảng 16 cm và chiều cao khoảng 15 cm. Các bạn có thể đến đây xem chi tiết về chiếc hộp trang sức này. Chất liệu là gỗ chắc ta Việt Nam, được cẩn ốc sa cừ kết hợp giữa ngà và gỗ xương. Đó, đây là phần mặt được cẩn một cây mai, nó chim hoa mai treo, nó đôi viên hương, nó chất liệu bằng ngà và gỗ xương. Đó, toàn nguyên liệu quý mà bên cơ sở chuẩn bị chúng ta đã chế tác lên. Đó, đây là phần dưới ạ, không bao dưới được cẩn cẩn. Đây là một cây hoa đại ạ, cẩn tứ quý ạ. Đó, đây là một cây sen.
chất liệu là của Trách Ta Việt Nam cho bác nhé, hàng bao đẹp cho các bác luôn. Còn phần viên này thì bên cơ sở Chị Lũ em đã bọc đồng hết cho các bác nhé, nó bọc đồng rất là sáng, rất là đẹp luôn, tạo điểm nhấn cho chiếc hộp trang sức này. Đó, còn phần khóa này cũng là nằm đồng luôn. Đó, em mở cho các bác coi. Còn đây là phần bên trong. Đó, hai bên em đã đánh từ trong ra ngoài, là mặt trong em cũng đánh như mặt trước luôn. Hàng rất là mịn và sạch. Mặt trong có một ngăn chứa các bác nhé. Và bên dưới đây cũng có một ngăn để chúng ta thể chứa đồ bên dưới, rất là tiện dụng cho chúng ta. Và bên cơ sở Chị Lũ em cũng xin giao lưu với các bác là chiếc hộp đựng trang sức này, chất liệu của Trách Ta Việt Nam này, thì giá là 3.200.000 đồng, 3.200.000 đồng bao gói ship tận nhà cho các bác luôn. Và tiếp theo có một sản phẩm nữa, đó là một cặp chân cá. Đây là một cặp chân cá, cái chất liệu là gỗ vụn nhưng mà có mật cùng mật ạ. Đây cũng là một con chân của quân đức ngày hôm nay, cho các một số cho các bác, chiều dài khoảng 37 cm, chiều ngang khoảng 37 cm và chiều dài khoảng 107 cm. Chúng ta có thể hơn để xem chi tiết về cặp chanh cá Lý Ngư Vọng Nguyệt này. Cái chất liệu là gỗ gụ hay gọi là gõ mặt cụ mặt ạ. Đó, phần trên này thì được cần là một cây trúc các bác nhé. Một cây trúc đã xuống dòng sông, ở đây là một ánh trăng. Bốn chữ là Lý Ngư Vọng Nguyệt ạ. Đó. Đây là cặp chanh cá, đây là hình con cá các bác coi nhá, ốc rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đó. Đây là một mặt trăng và cây sen, hoặc là cá ngắm bánh trăng. Đó, ốc xà cừ thì các bác khỏi chê luôn. Ná trong đây là ná điện tấm các bác nhá, ná này không là có chiều rộng khoảng 29 cm, ná rất là lớn, rất là rộng luôn. Ốc xà cừ rất là sáng luôn các bác nhá, hàng bao đều cho các bác luôn, từ trong ra ngoài luôn. Hàng bao đẹp cho các bác luôn, đúng hàng đúng chất lượng thì các bác cứ nhận cho bác nhé. Ở bên cơ sở Chị Lũ em cũng xin giao lưu với các bác một cặp chanh cá Lý Ngư Vọng Nguyệt này, với giá là 5.500.000 đồng, 5.500.000 bao phí ship tận nhà cho các bác luôn. Và còn bên cơ sở Chị Lũ em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác ạ, đã cùng bên cơ sở Chị Lũ em rất là nhiều các hàng đồ gỗ cửa động sản được qua các video của đồ. Và trong video này các bác nào mà xem video thì hay thế nhỉ, hãy cho cơ sở Chị Lũ em một like cũng như một đăng ký kênh. Thì cơ sở Chị Lũ các em một phát triển cũng như là ra những video mới, sản phẩm mới để cho các bác được tham khảo và xin lỗi hơn. Vâng, và em xin chào các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào các bác.